cô có thấy không? Có thấy tiền không? Anh chồng ớt nhiều lắm. Làm ký hợp đồng tụi đàng hoàng luôn. Phân phối. Đang làm vụ này. Để lấy à, nghe vụ này thấy ổn đó nha. Về tính lại xem thử như thế nào. Mất cơ hội. Thương vụ bằng 7. Có nửa ký heo quay nè. Nửa ký heo quay kìa. Ký heo quay luôn. Có chặt không chú ơi? Không chặt. Ký heo quay không chặt, không lầm, mình lầm. Mười lăm thói không? Xe ơi, mười lăm ngàn thói không? 6 lạng. À lấy luôn. 6 lạng, 109 thói hợp. Mày có tiền không, la lên giùm em đi. Đi ra đi vô mất tiền. Rồi, nói tiền không chị đi ơi. Trăm trăm tiền. Đó là 31. 31 là đúng. Chặt nhỏ luôn chú ơi. Đúng rồi là có chặt không? Mày không mày thật chú ơi. Bánh mày không, bánh mày thật chị chú. Thank you.
đi cứu lựa mặt. Không, hồi nãy giờ ông đi hai vòng, hai vòng á. Ủa là sao? Vô ra ông đi hỏi. Nãy ông vô xong rồi ông đi ra. Ba trăm nhanh chặt để nguyên. Giờ đi vô đi ra nữa. Ba bạn để nguyên. Ba bạn để nguyên kìa. Thì tôi kiếm bà gọi mở. Không, nãy ông vô lần đó. Ông đi vòng xong rồi lần. Chăm đó chị gái còn bán sao vậy? 230 đi. Bỏ lên cân luôn đó con. Đó có cái cân luôn đó. Cái đó là sủng 20 á. Thử đi cho cô nè. Có ở đây nè. Là 20 kg hả? Có này 200 ngàn đi. Hàng 1 trang. Cái này là 200 ngàn kg. Cái đó là xíu nạc không? Ở ngoài nó có xương có gân. Là 20 ngàn. Mấy hả? Xíu là 30. 30 đó chị. Lấy hết đi. Lấy mấy cái khác khác khỏi ra mềm nhà bỏ chứ. Lấy 30 thôi không? Lấy nửa ký à. Rồi có chỉ cần thôi. Ở đó mấy hả chị? Rồi 5 lần rưỡi á, nửa ký 100 ngàn. Chặt không cô? Chặt chặt chặt. Mì ơi. Ờ. Gỗ mì kìa. Cái này 140 đi vậy. Mỗi thằng. Thấy ngon nha. Ngày nào cũng không có ớt á, mỗi ớt này ngon. Dạ, người ta chia giao cho con á cô. Cái anh giao ớt này là phải 4 giờ phải giao ớt rồi. Ở trong này có ngò luôn hả cô? Bánh mì 15k. Có gì lên trai ơi. 15 ngàn có thói không anh?
ký heo quay. Rồi rồi, đúng bánh. Miếng miếng bự hơn á. Cái này tầm khoảng 2 ký. Ủa gì một cái máy máy không à. Lấy mấy miếng cộng lại đi. Tập mua 5 ký heo quay. Hỏi bả nhà có. Ký nhưng mà một miếng luôn á hả? Miếng luôn có. Đang chờ anh trai gọi cho nhà cũng được. Ba là hai là chặt không? Hai là sao chặt hôm nay? Chặt ngang ha, chặt ngang nha. Ờ, ba hai là chặt ngang đi. Tiếp tục. Lên YouTube không được đẹp anh à. Kỳ lạ vậy. Bởi vậy mấy anh quay. Chết rồi ơi. Ở ngoài người ta đẹp lộng lẫy mà vui à, nhưng mà nó không có đẹp đúng không anh? Trời ơi anh khách vô khoáng câu li li bỏ ổ bánh mì liền. Bỏ ổ bánh mì liền. Không bỏ được anh. Không bỏ được hả? Trời ơi. Kỳ lạ vậy. Anh khách nói là ở ngoài đẹp hơn lên TV. Chắc là do máy quay rồi. Do máy quay rồi. Do mấy anh quay chứ. Do mấy anh quay. Kiểu này là phải mua cái máy xịn xịn một xíu. Chuyện ký bà nội. Ký chặt không cô? Chặt. Cái này
Ủa chưa có giò hả em? Dạ giò chưa có. Chú ơi, qua đây lấy giùm con chú. Hai ký lấy có mỡ.